You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration. Hôm nay đi chơi được ở những đâu rồi? Đi chơi được ở những đây. Ở những đây. Xong rồi. Bà đưa đi mua đồ chơi à? Mua gì? Mua hai hộp LL này. Một hộp slime với cả đồ ăn vặt thì có một gói bim bim, một cái kẹo mút với cả một cái kẹo cao su. Sao con mua kẹo cao su làm gì? Con ăn. Không được ăn kẹo cao su nha. Ăn kẹo cao su không may nuốt vào bụng chết đấy. Dính ruột. Là đấy, dính ruột là cắt khúc ruột để đi đấy. Nha. Cắt đi. Con có mệt đâu. Thế sao lúc đi trên máy bay con ngọt ngoẻo ấy? Thì lúc đấy con mệt thì con ngủ luôn rồi, bây giờ hết mệt rồi. Bây giờ đã hết mệt rồi. Đúng, tính thế này. Em tính ăn tập thể dục. Thể dục thể thao để nâng cao tiếng hát con nhỉ? Lâu quá, là kinh dị rồi. Vẫn thể dục thể thao thì mới nâng cao tiếng hát được, mới khỏe được. Hiểu không? Thể dục thể thao thì mới khỏe được. Đúng không? Có gầy hơn con đúng không? Con gầy, con như que. Bố. Giống như một cái que khô. Chiều mai bố đi bơi không? Đi bơi ở đâu? Con không biết nhưng mẹ đi bảo là đưa đi bơi. Đi bơi ở đâu? Con không biết. Thank you mọi người, thank you Emin. Thank you. Terima kasih. Đi đấy vợ ơi. Vợ ơi, đi à? À go, đi ăn cơm. Mưa nhẹ nhàng kéo trên phố em. Mưa êm đềm một chiều qua dân chậm. Ôi dồi, vợ tôi sao lại nằm một mình một góc thế này. À vợ ơi, tại sao ít to này nằm một mình một góc này này hả? Con muỗi hả? Ít đẹp thế hả? Tại sao đi đẹp nhỉ? Ơ? Đi đâu? Grab bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu tiền. Không bao nhiêu tiền à?